Xin chào các bạn. Xin chào. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì ba bố con mình sẽ lại thực hiện một cái thử thách, đó là phi bài. Các con thấy thử thách ngày hôm nay thế nào? Có thú vị không? Và ngày hôm nay thử thách của chúng mình sẽ là phi bài cắm hộp các cái trái táo này vào tủ cái lon có hộp này, làm sao mà phá hủy được quả trứng này. Đấy. Và thử thách ngày hôm nay sẽ có phần thưởng và cũng có hình phạt. Đó là nếu mà các con thắng thì bố sẽ cho hai đứa đi bơi, được không? Còn nếu mà thua thì hai đứa sẽ phải hít đất 15 cái hoặc là lên xà 15 cái. Vâng. Được không? Vâng. Rồi, ok. Đây, bộ bài ngày hôm nay thì mình sẽ chia ra làm 3. Mỗi người một phần. Xem ạ. Mình sẽ một đội, còn đầu cho bạn Bin và bạn Thóc một đội. Và xem ai sẽ là người thực hiện được các cái thử thách của bọn mình ngày hôm nay nhá. Ok chưa? À. Xem ai là người thực hiện thử thách trước. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi cho đội Thóc mà thực hiện thử thách trước.